Chào mừng mọi người đến với video thứ hai trong cái bộ video chia sẻ kỹ thuật trồng hoa ly một cách thực tế. Thì video hôm nay sẽ chia sẻ đến với mọi người nội dung đấy là những cái điều quan trọng trong cái việc là quyết định sự thành công và hiệu quả trồng hoa ly. Thì video này sẽ giúp cho mọi người đấy là nắm rõ được đâu là những cái mấu chốt để có thể tác động lớn trong cái việc là quá trình trồng chăm sóc để cho những cái bông hoa ly thành công và hiệu quả. Từ đó là mọi người đồng thời mình sẽ đưa ra những cái giải pháp, những phương án để khắc phục và mọi người có thể là tham khảo và vận dụng vào cái cách làm và mô hình của mình. Đấy, thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của video. Hồi xưa thì những cái người xưa và ông bà hay nói là nhất nước nhi phân, tám cân từ giống. Nhưng mình thấy là đối với hoa ly thì cái việc là giống là phải số 1, nhất giống. Thì bởi vì chẳng hạn những kiểu nước, rồi là phân, rồi là chăm chỉ, thì những thứ này có thể cố gắng được từ chẳng hạn những kiểu 8 có thể là lên được 10, 8 có thể lên được 10 được. Nhưng một khi đã giống mà đã sai thì những cái yếu tố này thì cũng dường như là cái vô nghĩa. Cho nên cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải nói lên đấy là giống. Yếu tố đầu tiên là giống. Yếu tố đầu tiên đấy là giống. Thì những cái liên quan đến cái bản thân của giống đấy là gì? Thứ nhất thì giống đấy phải là chất lượng, phải là tốt. Đấy, cái bản thân của cái giống nó phải ok, phải chất lượng. Thì tức là như nào? Tức là cái chưa cần biết là mình trồng giống gì, chưa cần biết là nó hợp với vùng này hay vùng khác, hay tỉnh này hay tỉnh khác, nhưng mà cái chất lượng của nó phải là đảm bảo. Đấy, được làm từ những cái tỉnh, công ty đảm bảo này, và việc bảo quản của nó là chất lượng. Đấy, thà như giống ly thơm, thì giống ly thơm chẳng hạn như Concado hay là Amarusi hay là sóc bón, tức là bản thân của cái củ giống đấy nó phải chất lượng. Đấy, trông là ok. Rồi sau khi là cái yếu tố cấu thành đấy, cái việc giống là cái bản thân nó chất lượng, thì cái việc là đúng giống là cực kỳ cũng là quan trọng. Giống như kiểu đó mình đi gặt lúa, gặt đúng ruộng kiểu thế. Thì chẳng hạn như mình muốn mua giống Concado hoặc giống sóc bon hoặc là giống Tarago hoặc là giống ly không thơm hay là ly lùn, một cái giống nữa đấy, thì cái việc là cái giống đấy về tay mình là nó đúng cái yêu cầu đấy, đúng cái tiêu chí của mình đấy là điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì khá là nhiều người mua không thơm hoặc thơm, ly thơm biến thành không thơm, hoặc là thậm chí là biến thành ly lùn, hoặc là một số trường hợp là ngược lại, chẳng hạn trồng ly lùn lại lá được biến thành không thơm này. Đấy là cũng là những cái tình huống trớ trêu mà cái tình trạng này gặp phải ở những cái người mà trồng số lượng ít, lấy mua hoặc là trồng cái số lượng mà nhỏ nhỏ 10-20 củ ít ít ấy, thì gặp phải rất là nhiều. Và mình rất là nhiều người nhắn tin qua Zalo, qua Facebook, rồi là gọi điện thoại phản ánh cái tình trạng này gặp cũng rất là nhiều. Thì cái chủ đề này mình cũng đã nói và so sánh cho mọi người cái việc chẳng hạn như cái đặc điểm của ly thơm như thế nào này, không thơm như thế nào và ly lùn như thế nào, đã có những video này mọi người có thể tìm ở trong kênh của mình để xem lại. Và mình sẽ tới mình sẽ nói cụ thể nữa ở một cái video để nói vấn đề này, để giúp cho mọi người mua củ giống hoa ly đúng chuẩn và tránh những trường hợp là mua củ nó không đúng giống yêu cầu tiêu chí của mình. Sau khi đúng giống thì cái việc đấy cực kỳ quan trọng nữa, đấy là phù hợp. Nó phải phù hợp. Khi mà giống của nó đúng, nó chất lượng tốt, nhưng mà không phù hợp thì cũng rất là dở trong khoản đấy, thậm chí là nó còn thất bại. Thì hợp sẽ có chẳng hạn như thứ nhất là hợp với cái điều kiện thời tiết này,
điều kiện thời tiết ở cái vùng của chỗ mình. Bởi vì ở mỗi giống thì không phải là giống nào cũng phù hợp với tỉnh này hoặc vùng này. Đấy. Rồi tiếp nữa là cái thị hiếu, tức là cái đầu ra, đầu ra của ở khu của mọi người. Chẳng hạn có nơi thì thích ly thơm thôi, không thơm thì người ta cũng thích. Đấy. Hoặc là có những nơi thơm cũng được, hoặc không thơm cũng được. Đấy. Nhưng mà có những nơi chẳng hạn chỉ thích ly lùn thôi, những cái giống giống cao thì họ không thích đấy. Đấy. Thì cái từ cái thị hiếu đấy mọi người phải lọc ra được cho mình những cái giống nó đảm bảo nó phù hợp. Đấy. Phù hợp là điều cực kỳ là quan trọng. Đấy. Làm gì là tốt hay là không tốt thì hãy là như thế nào đấy thì là cái việc hợp là cực kỳ quan trọng. Sau khi mà giống ấy, thì để mà nói đào sâu hơn được thì mình sẽ làm một nguyên một cái video về cái giống để cho mọi người hình dung lên cụ thể ấy. Sau khi giống thì cái yếu tố thiên thời tiết là một cái điều cực kỳ quan trọng. Thời tiết thì cái thời tiết nó sẽ làm nông nghiệp nói chung và trồng hoa ly nói riêng, thời tiết là một cái yếu tố mà quyết định rất là nhiều trong việc là tạo ra được nông sản phẩm. Cái thời tiết thì đối với hoa ly thì ở cái vùng mọi người là ẩm nhiều hay ẩm ít, ẩm nhiều hay ẩm ít, đặc biệt là vào cái thời điểm quan trọng đấy là việc là hé nụ. Nó hé nụ, cái nụ là hé thì thường thường chẳng hạn như bên trồng của miền Trung thì gọi là khó, cũng khó rồi. Bởi vì thời điểm mà hé nụ là hay mưa dầm và đồng thời ẩm. Có những cái thời điểm chẳng hạn như năm trước là trồng ở thời điểm đấy là cái ẩm thậm chí là có khi 100% luôn, cực kỳ nguy hiểm. Nếu nên là quy ra cái giống là nếu mà mình chọn giống nó không hợp và cái từ cái việc là ẩm nhiều hay ẩm ít thì mình cũng xoay lại là chọn những cái giống nó chịu được và tránh bị tình trạng là chảy lá này, rụng nụ này, thối nụ nó ít thì nó sẽ đỡ hơn. Đấy. Và cái nền nhiệt độ nhiều hay ít. Đấy. Bởi vì là cái lượng nhiệt nó ảnh hưởng rất là nhiều đến hoa ly. Hoa ly nó là cái loại là xuất phát từ ôn đới cho nên là nó thích hợp và ưa nhiệt độ mát và lạnh. Cho nên là nếu mà càng nóng, nhiệt độ càng cao thì nó sẽ cái thời gian của nó sẽ càng rút ngắn và nó sẽ càng nhanh trở hoa và cây nó sẽ thấp đi và bông nó sẽ nhỏ. Cho nên là mình sẽ điều tiết qua thời điểm đấy. Đồng thời sự ổn định. Nếu mà nhiệt độ nóng nhưng mà nó lại nóng đồng đều ổn định thì nó sẽ mình dễ nắm được để điều tiết được. Còn nếu mà khi nóng khi lạnh chẳng hạn như một khu vực ở miền Trung mình chẳng hạn mình làm thì khu vực gọi là mặn khó này thì sẽ hiểu được để làm cho cây nó yếu khỏe rồi là tránh được những cái tình trạng mà hay gặp phải cái lá rụng nụ rồi là nó thay đổi nó phát sinh. Đấy. Còn những vùng mà thời tiết mà lạnh vùng chẳng hạn như vùng cao mà thời tiết mà rét kéo dài thì cũng phải xử lý như thế nào. Đấy. Và có một cái vấn đề ở trên cái yếu tố giống quên không nói với mọi người, ngoài cái việc giống chuẩn đúng giống và phù hợp thì cái ngày xuống giống cực kỳ quan trọng. Ngày xuống giống nếu mà ở những vùng mà trồng mà nếu mà có nở là bán, có nở là bán, không ảnh hưởng gì cả, tức là đầu ra nó khi nào sẵn sàng thì nó lại nhẹ nhàng hơn. Còn nếu mà trồng vào những cái dịp mà mình mong muốn chẳng hạn dịp Tết hoặc là dịp lễ nào đấy thì cái việc là ngày xuống giống để căn vào cái thời gian phù hợp với cái địa phương, cái vùng mà người trồng là cực kỳ quan trọng. Có kiểu giống như kiểu ngày xuống giống ở trồng lúa. Đấy. Sau khi hai yếu tố giống và thời tiết thì một cái yếu tố kỹ thuật đồng thời là cái điều tiết trong quá trình chăm sóc đấy cũng là quan trọng. Thì cái việc kỹ thuật sẽ bao gồm chẳng hạn như kiểu tưới nước ra sao, phân bón ra làm sao, cái liều lượng phân bón như thế nào,
tỷ lệ như thế nào, thời điểm nào tăng giảm, những cái hàm lượng như thế nào, NPK như thế nào, phân bón lá, phân bón gốc, rồi là cần có thắp đèn hay không, nếu mà thắp thì thắp vào thời điểm nào, như thế nào thì thắp. Và cái điều tiết này là cực kỳ quan trọng, nếu vào trồng để mong muốn vào những cái dịp mà mình mong muốn ấy, ý muốn ấy, thì cái việc là chẳng hạn như tăng tốc độ hoặc là giảm tốc độ là một cái điều là cực kỳ quan trọng. Nếu xuống giống mình hợp lý rồi, hoặc là nếu mà được mình xuống giống chưa hợp lý, hoặc là xuống giống đã hợp lý nhưng mà thời tiết nó bất thường, nó biến chuyển như những cái năm nay gần đây ấy, thì có những năm thì rất là nóng thì lại nở sớm, có những năm thì rẻ sâu ấy, khó lường thời tiết bây giờ lại khó, cho nên là việc điều chỉnh trong cái việc là kỹ thuật nó sẽ cần phải cập nhật và điều tiết thường xuyên, chứ không như hồi xưa chẳng hạn như kiểu cứ trong những cái giai đoạn như thế này thì giai đoạn này trong như này, giai đoạn này trong như này, giai đoạn này trong như này, nhưng đấy là với một cái khung, một cái cố định để là về thời tiết, nó năm này và năm khác nó thế, nó cứ thế, chứ còn bây giờ mỗi năm một khác, thậm chí là dĩ nhiên là có mỗi vùng một khác này, nhưng mà trong cùng một tỉnh ấy thì mỗi năm nó lại một khác ấy, cái ngày xuống giống cũng khác này, điều tiết chẳng hạn như ở khi nào thì cần phải tăng nhiệt cho nó này, cần phải qua thắp bóng rồi là qua úng, hoặc là giảm bằng cách là che lưới đen rồi là bớt tưới nước hoặc là tăng tưới nước, nó cực kỳ là quan trọng đấy. Thì đấy là những cái theo mình và chia sẻ qua việc làm đã hệ thống lại cho mọi người là những điều mà quan trọng trong cái việc là cấu thành và trong cái quá trình trồng và chăm sóc. Thì sẽ hệ thống lại, thứ nhất là giống đấy, giống là phải chất lượng phải tốt và mua đúng giống đấy, mua đúng cái giống của mình mong muốn. Thứ hai là giống phù hợp đấy, giống phù hợp với cái thời tiết điều kiện cũng như là đầu tư vật chất của mình để chăm sóc cho nó, ít thì nó khác mà nhiều thì nó cũng sẽ khác. Thời tiết là cái việc là mọi người phải thường xuyên theo dõi thời tiết này, đấy, tìm hiểu và xem dự báo thời tiết để và từ đấy là cũng là lựa chọn cái giống nó phù hợp, đồng thời là việc là chăm sóc hoặc là nó lại móc xích vào đây, việc điều chỉnh điều tiết nó cần cái gì đấy, nó cần phải thêm cái gì, phân bón để làm sao phân bón gốc cần phải điều chỉnh tăng cái này, rồi là phân bón lá cần phải kết hợp là cái gì, rồi là thời điểm nào đấy, và thời điểm nào thì không bón đấy, và cái kỹ thuật cũng như điều tiết là cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với những vùng mà thời tiết hay chuyển biến đặc hay thay đổi như kiểu là khu vực Bắc Trung Bộ chẳng hạn, còn chẳng hạn như là khu vực miền Bắc, khu vực miền Nam thì nhiều nơi cũng khá là dễ làm. Chẳng hạn như ở miền Bắc thì thời tiết cuối năm thì thường thường là ít mưa đấy, thì cái việc là che ni lông hoặc là không che thì cũng được đấy. Rồi là miền Nam thì nhiều vùng lại đến như là mùa khô ít mưa và ẩm thì cũng thấp, cho nên là việc là nó ổn định hơn đấy. Còn mình làm nhiều ở khu vực hay mưa ẩm và thay đổi, cho nên là gọi là làm ở khu vực khó được, thì những cái khu vực mà dễ của hai miền Nam Bắc thì mình thấy là nó còn dễ dàng hơn nhiều đấy. Thì đấy là những cái việc yếu tố mình chia sẻ, thì mọi người thấy những cái yếu tố nào quan trọng nhất và có những cái ý kiến đóng góp như thế nào thì mọi người có thể comment ở dưới mọi người nhé. Đồng thời là đừng quên kết nối qua Zalo, Zalo số mình đây, hoặc mình sẽ để ở dưới và cái nhóm Zalo mình lập để trao đổi kỹ thuật, mình sẽ để link ở dưới và cái nhóm Facebook, đồng thời là có website đấy, mọi người có thể là vào tham khảo và cùng trao đổi, sẽ hỗ trợ, và đồng thời là cũng có những người trong nhóm là kỹ thuật và cùng chia sẻ với nhau, đặc biệt là đối với những người mới và mới bắt đầu trồng thì cũng sẽ học được khá khá những cái điều mà thú vị và hữu ích ở trong đấy.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên là theo dõi những cái video tiếp theo mình làm. Rồi, xin chào.